Vì thực ra ở đời không có đúng sai. Nếu mà bạn biết đâu bạn tìm ra điểm mạnh của mình thì bạn lại có cơ hội làm tốt và để tích lũy lương thực để rồi hoàn thiện cái yếu sau. Nhưng mà biết đâu bạn đang có rất nhiều lương thực tích lũy rồi mà bạn không đi bổ sung điểm yếu, mà bạn cứ chơi với điểm mạnh của bạn, thì bạn có là con cá to nhất cái ao thì bạn vẫn sống ở môi trường nước, vẫn là cá mà thôi, chứ không bao giờ trở thành động vật mà thở bằng phổi cả. Thầy nghĩ sao về thần số học, ngày sinh và sĩ nghĩa của cái tên? Có nên tin không? Thực ra thì khi bạn hỏi như thế này á, mà tôi trả lời cái câu hỏi này tôi bảo tin thì là nói sai lương tâm. Mà tôi bảo nó không đúng thì tôi làm ảnh hưởng đến rất nhiều người đang kinh doanh cái này thì lại gây thù chuốc oán. Thôi thì bây giờ thế này, tôi cũng xin chia sẻ thế này thôi. Trong cuộc sống này, chúng ta thường là có ba trường phái trong giáo dục. Trường phái thứ nhất là đi tìm cái yếu của bản thân để bổ sung, tức là muốn nước trong thì gạn đục, người ta gạn cái đục ra thì nước nó trong, muốn người khôn thì đi lấp cái ngu thì tự khắc nó sẽ khôn, muốn nhà chắc thì đi kê vào cái móng, thì cái đấy nó gọi là căn cơ. Giống như kiểu khi mà tôi đọc một cuốn sách vậy, cái gì mình hiểu tức là nó là điểm mạnh của mình thì tôi xé, tôi bỏ cuốn sách đi, cái đó là có nghĩa nó là của tôi rồi, không cần đọc tôi cũng biết nó đúng như suy nghĩ của tôi thì nó là của tôi rồi, còn gì nữa, tôi cần gì phải nghiền ngẫm và vui với cái điểm vui đấy, bởi vì nó là của mình rồi. Thế thì chủ yếu là tôi nghiên cứu những cái thứ người ta nói nó khác mình, vì khi họ nói khác mình có thể là mình ngu và mình cần phải sửa cái ngu của mình, cho nên giữ lại mấy cái trang mà họ nói mà mình không hiểu, còn mấy trang họ nói mình hiểu xé đốt đi cũng vẫn được. Cho nên nó mới sinh ra trường phái là sửa ngu hay là lọc cái cặn bẩn. Thì trường phái thứ nhất là bổ sung cái yếu. Trường phái thứ hai là trường phái là tìm cái mạnh để phát huy. Tìm cái mạnh để phát huy. Ví dụ anh là cá thì anh cứ môi trường nước mà anh sống, đừng lên cạn làm gì chết đấy. Nhưng nếu vậy thì anh mãi là cá. Anh là khỉ thì anh chuyên leo cây, như vậy thì anh cũng đừng xuống đất hái lượm với trồng cấy làm gì, thì như vậy anh cũng sẽ mãi là khỉ. Thì cái trường phái như vậy là tập trung vào điểm mạnh, nhưng cũng có thể là một con khỉ hạnh phúc. Và trường phái thứ ba, thôi thì tùy duyên, có cơ hội trải nghiệm được cái gì nó mạnh thì trải nghiệm, thôi lấy cái mạnh để kiếm ăn và tích lũy lương thực, lấy cái thời gian và cái lương thực tích lũy để đi bổ sung điểm yếu. Thì như vậy là người ta gọi là làm cuốn chiếu, tức là vừa làm vừa hoàn thiện. Thì có ba trường phái. Vì vậy là chúng ta phải cân nhắc vào đó để mình chọn trường phái nào cho nó tối ưu với mình và lựa chọn thế nào là quyền của bạn. Rồi, tôi không có can thiệp vào cái chuyện đúng sai, vì thực ra ở đời không có đúng sai. Nếu mà bạn biết đâu bạn tìm ra điểm mạnh của mình thì bạn lại có cơ hội làm tốt và để tích lũy lương thực để rồi hoàn thiện cái yếu sau. Nhưng mà biết đâu bạn đang có rất nhiều lương thực tích lũy rồi mà bạn không đi bổ sung điểm yếu, mà bạn cứ chơi với điểm mạnh của bạn, thì bạn có là con cá to nhất cái ao thì bạn vẫn sống ở môi trường nước, vẫn là cá mà thôi, chứ không bao giờ trở thành động vật mà thở bằng phổi cả, mà cứ mãi là động vật thở bằng mang thôi. Thì rõ ràng nó không có đúng, không có sai. Và vấn đề bạn biết là bạn đang thở bằng mang thì bạn cố gắng tiến hóa thở phổi. Nhưng bạn đang là thở bằng phổi rồi thì bạn phải tiến hóa là có thêm cái tư duy ngoài với cái thở ra. Thì nói vậy thôi, nhưng mà cũng phải là phải chân bước, chân trụ chân bước
Cho nên là lấy cái điểm mạnh làm chân trụ, rồi lại lấy cái chân gì ạ? Cái chân bước để bước đi để tiến hóa. Còn mãi chơi với điểm mạnh thì bạn không tiến hóa được. Nhưng cứ tìm điểm yếu mà bổ sung thì cuộc đời bạn mãi không qua được vách sầu, cứ lăn lộn như vậy. Thế thì chúng ta cân nhắc để định vị được bản thân, để chân trụ, chân bước, rồi lại chân trụ, chân bước, chân trụ, chân bước. Thì như vậy chúng ta dần tiến hóa theo thời gian.